Xin chào tất cả mọi người. Thì chủ đề của video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để có thể tạo được hàng trăm cái tài khoản Gmail từ một cái tài khoản Gmail duy nhất của mọi người thôi. Như mọi người đã biết, để tạo được một cái tài khoản Gmail thì thông thường mọi người phải cần đến một cái số điện thoại. Và hiện tại một số điện thoại sẽ bị hạn chế số lượng đăng ký tài khoản Gmail. Vì vậy, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để có thể tạo ra được hàng loạt những cái tài khoản Gmail mà không cần dùng đến số điện thoại để đăng ký. Ok, thì cách làm của mình cũng rất là đơn giản thôi. Thì ở đây mình đang có sẵn một cái tài khoản Gmail đã được đăng ký bằng một cái số điện thoại. Thì chắc chắn ai cũng sẽ có một cái tài khoản Gmail như vậy. Và từ cái tài khoản Gmail này mình sẽ tạo ra hàng loạt những cái tài khoản Gmail khác. Và cách làm như thế nào, mọi người cùng theo dõi nhé. Thì sẽ có tới 3 cách để mọi người có thể tạo ra được những cái tài khoản Gmail khác nhau. Thì cách thứ nhất, thêm cho mình cái hậu tố ở đằng sau dấu cộng. Có nghĩa là mọi người chỉ cần thêm dấu cộng và đằng sau là bất kỳ một cái chữ cái gì mà mọi người mong muốn. Ví dụ như ở đây là mình sẽ thêm dấu cộng và thêm một cái đuôi. Thường thì mình hay đặt là những cái đuôi như những cái tài khoản ở các trang mạng xã hội như là Facebook và Insta hoặc là TikTok các kiểu. Để mà khi ví dụ mà khi mình đăng ký một cái tài khoản như Facebook chẳng hạn, mình đăng ký ở đây mình sẽ thêm là đuôi FB là Facebook. Nếu mà mình đăng ký Facebook bằng cái đuôi này thì nếu mà ví dụ là Facebook là lấy cái mail của mình gửi cho những cái bên thứ ba để spam ấy, thì mình biết ngay là Facebook đã làm lộ ra cái mail này của mình, thì mình biết được mà mình quản lý được những cái tài khoản của mail của mình tốt hơn. Đấy là những cái trang mạng xã hội uy tín thôi ấy. Còn nhiều người là hay đăng ký những cái trang mạng gọi là rác rác ấy, thì đúng cái đó cũng rất là hay. Đây mình sẽ đăng ký, thử đăng ký trên một cái trang Canva đi, một cái trang cũng rất là phổ biến bây giờ. Thì mình sẽ đặt về cái đuôi là Canva đi cho nó dễ phân biệt. Mình sẽ thêm một cái đuôi là cộng Canva vào. Ok chưa? Thế là mình viết vào đây để mọi người nhìn thấy thôi, chứ thực tế là mọi người không cần phải viết vào cái chỗ soạn thư như này đâu. Và giờ mình sẽ vào Canva để đăng ký nhá. Thực tế là mình đã đăng ký cái Canva này bằng cái tài khoản chính của mình rồi, chỉ có đuôi đến 1663 này a@gmail.com thôi. Bây giờ mình sẽ đăng ký bằng một cái tài khoản mới, là mình sẽ thêm vào cái hậu tố là cộng và thêm một cái chữ cái phía sau, sẽ thêm cộng Canva vào. Có thể bây giờ mọi người chưa hiểu được cái vì sao nó lại như vậy đâu, thì tí nữa mọi người cứ xem đi, mình sẽ làm một vài cách nữa là mọi người sẽ hiểu cái quy trình, cơ chế của cái đăng ký bằng cái Gmail này. Ok chưa? Và mình sẽ ấn tiếp tục đăng ký như bình thường thôi. Mình sẽ thêm tên vào. Thì thông thường để đăng ký một cái tài khoản nào đó thì cái trang đó sẽ gửi một cái mã để mọi người xác nhận đến cái Gmail của mình. Mọi người đang tò mò là không biết là cái mã này sẽ được gửi vào cái Gmail nào đúng không? Thì thực tế là cái mã này vẫn sẽ được gửi vào cái Gmail chính của mọi người, nhưng mà với cái địa chỉ là cộng Canva phía sau. Mọi người cùng xem nhé. Đây mình sẽ mở cái Gmail chính của mình ra, Gmail 1663 của mình. Đó, mặc dù mình đăng ký với cái đuôi là cộng Canva rồi, nhưng mà nó vẫn tạo ra một cái tài khoản mới, đăng ký bằng chính cái tài khoản Gmail chính của mình. Đây mọi người có thể thấy vẫn là cái Gmail gốc của mình 1663, nhưng mà đã đăng ký được một cái tài khoản mới bằng cái địa chỉ Gmail là đuôi cộng Canva, thêm hậu tố vào, mã vẫn được gửi vào như thông thường. Và đó là một cái tài khoản mới nhá, mới hoàn toàn luôn đấy. Vậy là đã lập được một cái tài khoản mới, tài khoản Canva mới, mới cứng luôn. Mình sẽ làm thêm một cái ví dụ nữa nhá. Bây giờ mình sẽ thêm một cái hậu tố khác vào, mình sẽ thêm hậu tố là Facebook FB đi. Đấy, nó lại bắt đăng nhập là tạo một cái tài khoản mới, là phải thêm một cái tên mới vào và sẽ bắt gửi một cái mã mới. Đó, một cái mã mới lại được gửi về chính cái tài khoản Gmail gốc của mình, mặc dù là địa chỉ nó khác hoàn toàn đúng không? Vậy là mình đã có tới 3 link rồi. Một cái link Gmail chính chủ, một cái link đuôi là Canva và một cái nick đuôi là FB Facebook. Vậy là đã có 3 tài khoản mới rồi đúng không? Mọi người đã dần hiểu ra rồi chứ? Đây, mọi người có thể vào đây để kiểm tra xem. Đó, cái nick này đã được đăng ký bằng một cái địa chỉ mail hoàn toàn là mới, có đuôi là FB. Rất hay phải không nào? Rồi, ok. Và cách tiếp theo cũng là thêm một cái hậu tố phía sau thôi. Nhưng mà ở đây mọi người hãy thêm cho mình một cái hậu tố rất đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần là một cái dấu chấm thôi ở bất kỳ một cái vị trí nào trong cái địa chỉ Gmail trước cái a còng là ok.
Đây ví dụ nhé, mình sẽ làm một cái tài khoản mới. Đó, mình sẽ đặt dấu chấm ở vị trí này và tạo một tài khoản như lúc nãy thôi, và mã vẫn được gửi về cái hộp thư có đuôi là 1663. Ok chưa nào? Và địa chỉ email để đăng ký hoàn toàn là một địa chỉ email mới. Và cái cách cuối cùng cũng là thay đổi cái địa chỉ email. Vì sao phải hướng dẫn cho mọi người nhiều cách như vậy mà nó cũng tương tự nhau, chỉ là thêm thay đổi hậu tố thôi. Thì đến cuối video mình sẽ nói cho mọi người biết vì sao nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách thứ ba. Đó chính là lần này thì mọi người sẽ thay đổi cái hậu tố ở phía sau cái chữ a còng, sẽ không còn là a còng gmail.com nữa mà sẽ chuyển thành a còng google email.com. Và mình sẽ lại test đăng ký cái tài khoản này nhé. Mã lại được về rất là nhanh chóng và đã đăng ký thành công. Ok chưa nào? Vậy là chỉ với 3 cách rất là đơn giản thôi, mọi người có thể tạo ra được hàng loạt những cái Gmail, địa chỉ Gmail mới. Và mọi người có thể kết hợp để có thể đăng ký được nhiều cái tài khoản có đuôi là Google email.com. Ví dụ đây mình sẽ kết hợp với cái cách là thêm cộng và sau phía sau là hậu tố. Và cái đuôi địa chỉ Gmail phía sau vẫn sẽ là Google email.com. Và đó cũng là một cách để tạo ra một cái tài khoản mới. Rất là nhiều đúng không nào? Mọi người có thể sáng tạo ra rất là nhiều những cái tài khoản Gmail khác nhau, rất là hay. Ok, giờ mình sẽ test thử trên một cái trang khác để đăng ký bằng cái địa chỉ Gmail này xem được không nhé. Thường thì mình sẽ hay tải những cái hình ảnh để về làm video trên cái trang Pedagogy này. Và mình sẽ thử đăng ký một cái tài khoản trên cái trang này. Cách đầu tiên thì mình vẫn sẽ là thêm cái hậu tố phía sau dấu cộng như thế này và đã không đăng ký được. Ở đây thì cái trang này đã không nhận ra cái địa chỉ Gmail của mình. Vậy là cách 1 đã không thành công. Và mình sẽ thử với những cách khác nhé. Giờ mình sẽ thử với cách là thêm dấu chấm ở bất kỳ vị trí nào trên cái địa chỉ Gmail chính của mình. Cách này đã thành công. Và giờ mình sẽ quay lại cái Gmail đó đã nhận được cái mã để đăng ký. Vậy là cách thứ nhất không thành công và cách thứ hai đã thành công. Và đó là lý do vì sao mình hướng dẫn cho mọi người rất là nhiều cách luôn. Bởi vì không phải cái trang web nào cũng có thể đăng ký bằng một cách được đâu. Có thể mọi người phải thử nhiều cách khác nhau. Để giải quyết một bài toán thì chúng ta nhiều khi không thể dùng một cách được mà phải dùng nhiều cách khác nhau. Không được cách này thì phải dùng cách khác. Đó là phương châm trong những cái video của mình. Video của mình thường là hướng dẫn không phải là một cách đâu, mà mình sẽ tìm rất nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Những cái video của mình thường là những video tổng hợp các cách giải quyết chứ không phải là một cách giải quyết các vấn đề đâu. Ok chưa nào? Vậy là video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn xong cho mọi người 3 cách rất là hữu dụng để có thể tạo ra được những cái tài khoản Gmail từ một cái tài khoản mà không cần để số điện thoại. Nếu mọi người thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video hướng dẫn vô cùng bổ ích khác của mình nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.